Thấy gia chủ ngủ trưa không khóa cổng, nam thanh niên liền rình mò lấy cắp xe và cái kết. Lợi dụng trời nắng chủ nhà ngủ trưa, kẻ gian táo bạo đi vào rình trộm cắp, may mắn phát hiện kịp thời. Người dân đề cao cảnh giác kể cả khi có người ở nhà. Theo đó, tại nhà dân ở Lấp Vò, Đồng Tháp, một đối tượng nam lợi dụng lúc mọi người ngủ trưa đi vô nhà trộm cắp xe. May mắn khi kẻ gian định thực hiện hành vi thì chủ nhà phát hiện nên tên trộm vội vã bỏ chạy. Tại các hộ gia đình và nhà trọ không được chủ quan dựng xe bên ngoài khi không có cửa rào hoặc chưa khóa cửa rào. Nếu có điều kiện nên gắn camera giám sát trước nhà. Trước khi đi ngủ cần kiểm tra khóa cổng, khóa cửa và khóa xe máy cẩn thận. Đồng thời cần trang bị thêm các loại khóa chống trộm cho xe như khóa xích bánh, khóa điện tử, các thiết bị chuông báo động, thiết bị định vị GPS để tăng cường an toàn cho chiếc xe. Việc dùng công tắc bí mật cho hệ thống đánh lửa cũng hết sức hiệu quả cho việc chống trộm xe. Bên cạnh đó, chủ xe không nên để giấy tờ xe trong ngăn đựng đồ của xe, vì nếu lấy được xe với đầy đủ giấy tờ xe, chúng sẽ dễ dàng tiêu thụ tài sản lấy trộm. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.